Vô đó xài nha. Từ từ. Cái này là cái giường để ngủ đúng không? Đó này mà. Phòng này cũng đang ngủ đúng không? Đó, thích ngủ cái nào thì ngủ. Bếp nhà ai có nhu cầu ngủ thì cứ chui vô ngủ. Đây, quan trọng là cái này mọi người, quá đẹp. Tôi bắt chước anh Thái này mọi người, nhỏ anh Thái để như thế này. Xinh nhờ, cái này xinh quá nhờ. Trời ơi, nhìn lãng mạn vã, nhìn lãng mạn quá trời quá đất. Trời ơi đẹp quá. Nhưng mà cái ghế của tôi nó hơi phèn tí mọi người thông cảm nha. Cái này cái gì đây? Cái đèn, đèn bên lê à? Đèn gì trời? Cái đèn để đâu hợp lý vậy trời? Cái nào phải cái đèn đây? Thôi đại khái là mình để đây đi cũng được. Sắp nguyên một hàng nghĩ cho nó vui. Có mấy cái cổng này là không biết làm gì luôn á mọi người. Giờ để đâu ta? Giờ để đâu cho hợp lý vậy ta? Nhạt nhẽo quá trời. Nhạt thật luôn á. Nhạt quá. Hô hô hô. Cúp đi. Mình sẽ để một con mannequin ở chỗ này. À, chỗ này mà có bộ đồ tình yêu á mọi người. Chỗ này mà có bộ đồ tình yêu để mà để mannequin thì có vẻ là xinh hơn đó mọi người. Tính ra nhà tôi còn quá trời đèn cho trang trí luôn. Hay là tôi vẫn chưa xây ba cao được mọi người, tại vì bận quá không có thời gian. Tôi sẽ thay thay cho em một bộ đồ nào đó. À không, thay cho em một bộ đồ tình yêu đi. Anh sẽ thay cho em một bộ đồ tình yêu. Đó, mọi người thấy không? Tình yêu liền. Tình yêu màu nắng. Khoan, đi mua cái kính gì cho nó đẹp một tí đây. Cái quần nó hơi xấu. Cao quá không ta? Không, đáng ra phải mặc cái bộ đồ này. Thôi đi ta. Để tôi từ từ mấy đứa, từ từ đang sửa nhà mà tự nhiên chui vô vậy. Mất công lại bị văng ra ngoài. Ủa hết để được. Trời ơi mọi người, 100 190 mấy dụng cụ rồi. Lấy thu hồi gì đi ta? Thu hồi gì đi ta? Thu hồi lễ đường đi, tại vì lễ đường không có cưới nữa mà. Bữa trước trưng cái lễ đường ra là để cái này là cái con của bữa trước trưng lễ đường ra là để con này con mini mất tiêu rồi. Bữa trước trưng lễ đường ra mọi người là để đóng cái bộ phim kia cho nó xong thôi. Không mà để cái này ngoài cà lê đâu rồi hả? Cả nhà xem like cho mình nó một nút like nha. Mấy bạn mà nếu như mà mấy bạn không nói tục quá thì các con cũng không cần phải ban mấy bạn đâu, kệ để mấy bạn nói gì mấy bạn nói. Rồi ok. Rồi để tôi mở tiệc đó. Tôi sẽ ghi là ăn lẩu mắm không. Rồi 500 anh em nhảy vô anh em ạ. 500 người là thả được 5.000 sao đó anh em.